Thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 năm nay, tròn 48 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Trong suốt thời gian đó thì Việt Nam đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng trong công tác đối ngoại, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới, đem lại thêm những cơ hội lớn vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Điều này đã được các chuyên gia và cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài đánh giá cao. Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình tái thiết của Việt Nam thông qua việc mở cửa một phần nền kinh tế của đất nước để thu hút đổi mới sáng tạo và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Những biện pháp này đã giúp hồi sinh nền kinh tế trên tất cả các mặt, cho phép chính phủ đáp ứng nhu cầu và đảm bảo hạnh phúc của người dân. Những sự phát triển của Việt Nam trong từ khi đổi mới cho đến nay, từ năm 1995 cho đến nay, đó là một kỳ tích. Tôi cho nó là kỳ tích là bởi vì hiếm có một nước nào trong khoảng một thời gian ngắn như vậy đạt được những cái thành tựu mà cụ thể là đưa khoảng gần 50 triệu dân thoát nghèo. Minh chứng sinh động từ chủ trương đến thành tựu trong công tác đối ngoại của Việt Nam được thể hiện qua việc các nước thành viên Liên Hợp Quốc đã hai lần bầu Việt Nam làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Gần đây nhất là vào tháng 10 năm ngoái, Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Với khu vực thì kể từ khi mà chúng ta gia nhập ASEAN thì chúng ta đã hai lần đảm nhiệm cương vị là chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Rồi với Liên Hợp Quốc, trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc thì chúng ta cũng đã hai lần là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và tất nhiên là còn tham gia rất nhiều các cơ chế khác của Liên Hợp Quốc nữa. Vâng, về mặt ngoại giao thì bản thân tôi rất là ấn tượng về những thành tựu của Việt Nam từ khi đổi mới. Thì Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng trong khối ASEAN, trong châu Á cũng như là trên toàn thế giới. Chính sách đối ngoại của Việt Nam xác định rõ ngoại giao kinh tế là trụ cột kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới. Đây là nhiệm vụ cơ bản, một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững. Vai trò của ngoại giao kinh tế đã được khẳng định rất là lớn. Chúng ta đã thu hút được rất là nhiều đầu tư của nước ngoài. Đến năm 2020, tôi có thể rằng chúng ta thấy rằng là quy mô GDP của chúng ta đã mở rộng đến gần 400 tỷ đô và đứng thứ tư khu vực ASEAN. Đó là một cái thành tích rất là ấn tượng. Một trụ cột quan trọng khác đó là công tác về người Việt Nam ở nước ngoài luôn giành được sự quan tâm đặc biệt từ Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay có 5,3 triệu người Việt Nam sinh sống và làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 80% sống ở các nước phát triển, hơn 500.000 doanh nhân trí thức có trình độ cao. Việt Nam cũng đang triển khai rất tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với Việt kiều ở ngoài nước. Mà chúng tôi là một trong những người đang được hưởng lợi từ cái chính sách mới này. Đây là những cái chính sách mà càng ngày càng hợp lý hơn, càng đón chào hơn đối với kiều bào ở nước ngoài. Việc triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài được thể hiện rõ qua thực tế là kiều bào ngày càng gắn bó hơn với đất nước, ngày càng nhiều kiều bào, kể cả thế hệ trước và thế hệ trẻ đều thường xuyên về nước để thăm gia đình cũng như để tìm cơ hội kinh doanh và việc làm. Trong 10 năm trở lại đây, lượng kiều hối về Việt Nam luôn ở mức trên 10 tỷ USD. Năm 2021, tổng lượng kiều hối về Việt Nam vào khoảng 12,5 tỷ USD. Năm 2022, sắp xỉ 19 tỷ USD.